Ok, và với round đấu đầu tiên của giải HP thôi. Xin được phép bắt đầu. Với round đấu đầu tiên thì mình đi sau rồi. Ai già già. Trông có vẻ khá là toàn. Lượt sau thì mình mới đấm được luôn. Lần này đấm thì chắc được 30 thôi. Phải đối thủ là Rayquaza V-Max. Đối đầu với là gấu Rapid Strike. Mình đi sau thì cũng hơi lỗ. Được cái mình bốc thêm một lá. Ui giời ơi, phải hả nữa. Bây giờ phải bỏ được cái sân đối thủ nhà, chứ không đối thủ cứ gọi ban lên là khá là mệt. Một em cừu nữa, chắc cú luôn. Công việc của mình là bắn hết em cừu là mình win. À, nghe dễ thế nhờ. Đối thủ không có năng lượng chăng? Ba ma rip. Đây là chúng ta. Mình cứ lấy sơ bộ nhiều nhất có thể thôi. Oai oai oai, sao sơ bộ ít thế? Ây da, chỉ có hai sơ bộ thôi. Rót một phát này. Rồi mình reset. Mình sẽ mất một Raihan. Escape rope đi, để đối thủ đẩy Marip lên. Còn không thì phải đẩy Rayquaza V mắc à, V lên. Đấy, khó chịu chứ. Đấy. Đó mình đính năng lượng vào. Nhưng đối thủ chết chết. Ai da, khó chịu. Thế nhờ mình nói nên rít hay là không? Thì mình nghĩ là không nhỉ. Không đi. Mình sẽ vẫn muốn bảo toàn cho em Passman nâng. Thì mình có thể bắn một phát chết luôn em Cricketune. À, đối thủ sẽ retreat vào Krokrik. À không, mà cũng đúng nha. Mất ba lá rồi, Rayquaza da bỏ thêm tiếp. Đối thủ mất một vi mắc à. Một vi thôi. Đối thủ vẫn chưa có năng lượng ở chứ mộ. Ây da. Mình nghĩ mình sẽ không money. Cố gắng bắn hai em Marip là ok này. Trời ơi. Sơ bộ sau đó mình lấy reset nha. Mình không muốn money cho đối thủ có thêm bài. À nhầm, rich rồi chứ. Cái sơ bộ thì không đúng. Sơ bộ là phải tiến hóa cơ. Rồi mình reset đi. Có dạng tiến hóa luôn. Đến cái tool hammer vào. Đối thủ khỏi xài tool nha. Rồi nữa.
sẽ là gì ta? Power up sway nhỉ? Khoảng đối thủ không retreat được này. Bot escape rope. Bây giờ tiến hóa đi nhờ. Rồi, có giảm bị mắc luôn. Và một sơ bộ nó thì put chết một em Marip này luôn. Không có, đối thủ không hề có Marip. Và phải dùng Liverborn để lấy một em cứu. Không có luôn. Cái gì vậy ta? Hay bây giờ mới lấy, đúng rồi bây giờ mới lấy. Power Pass để xào lại hai lá Supporter Borderer và Rose. Và đối thủ đã switch để bốc 3 lá. À không. Chứ có một Ravi mắc nữa. Khá là đau. Cút chết một em cừu luôn nha. Chúng ta lại có thêm một prize nữa. Hiện tại thì công việc của mình là knock out một em Rayquaza VMAX. Thì mình nghĩ là đến vào đây đi. Mang đi không nhờ? Mang đi đi. Nếu như vậy thì đối thủ sẽ có cơ hội có được cái lá Rose. Thì sẽ đến được 3 năng lượng là đấm mình phát đi luôn. Ừ ha, cũng to ăn đấy. Có nghĩa đối thủ có sử dụng một Rose hay là hai. Rồi bỏ rất là nhiều lá ở trên tay. Và đối thủ đã sử dụng Rose. Ấy dạ dạ. Căng thẳng thế nhờ. Chúng ta cũng mất 3 prize rồi.
Nó mất hai năng lượng. Nếu reset đi thì chúng ta sẽ mất hết gấu luôn. Phải reset thôi. Có như chúng ta cũng chẳng còn gì nữa rồi. Còn bước robot rồi. Rồi sau mình boss thì mình nghĩ mình có cơ hội win đấy. Thì mình sẽ đánh được tầm 108 thêm với 240. Nó thủ cũng sắp đi đấy. Bây giờ để xem đối thủ sẽ win bằng cách gì nha. Râu và cả đánh năng lượng thì cũng chỉ có 3 năng lượng là đánh được 260. Vẫn cần rất là nhiều năng lượng nữa để có thể mà... Không, cần một năng lượng nữa để có thể knock out được gấu vi mắc của chúng ta. One hit KO. Bây giờ thì mình nghĩ cái tỷ lệ phòng của đối thủ chỉ là money mình thôi. Và mình không có năng lượng. Đấy, đối thủ sẽ râu lại thôi, mình biết mà. Nhưng mà không đủ năng lượng. Khá là tiếc. Trận đấu này sẽ thuộc về chúng ta. Đấy. Và trận đấu sau mình sẽ gặp Huy Việt Nam. Một đối thủ cũng khá là tốt. Ok, bye bạn nha. Mình lấy một lần 5 prize luôn. Và 108 này.